Alo, hello, chào mừng anh quay trở lại với kênh review Soho Smile. Em là Tiến. Hôm nay anh cùng xem Tiến một chiếc Seiko GMT. Phiên bản đợt này là phiên bản đã qua sử dụng nha. Đã qua sử dụng thì rất là hot về giá. Chúng ta cùng xem cái đồ hoàn thiện nó còn như thế nào, chất lượng nó còn bao nhiêu nha. Chiếc này thì sẽ còn đủ sổ cho anh em nè. Rồi, quan trọng mắt dư. Mắt dư sẽ còn đủ 5 mắt luôn. Còn dư, còn một cái cốt zin luôn nè. Em Tiến lúc nào bán cũng vậy, con này của anh khách anh mua bên em ha, nên sẽ đóng cho anh em cái bịch như thế này và cốt sẽ để anh em đầy đủ luôn, kể cả dư một cốt ra cũng bỏ vô cho đầy đủ cho mình nha. Rồi, đợt này sẽ là một chiếc với mã là SSK001 K1, bản này sẽ là bản K ha. Thì dòng này đợt này thì đã về đủ cho anh em có cả bản K cũng như bản Z để phục vụ anh em với cái bản với hàng mới nha. Hàng mới 100% thì anh em sẽ có bản K thì nó khoảng tầm, bản K là 78, còn bản Z thì là 8. Còn chiếc qua sử dụng này à, nên hấp dẫn nha, nên coi rõ nè, vài vết xước nhỏ ở đây ha. Vừa nãy có vết xước mà nó mất tiêu rồi ta, em nhớ chìa khóa có xước nè đó, vết xước nhỏ ở đây lướt đường dây, vết xước nhỏ ở đây vỏ mới không anh em, siêu mới luôn á, quá khủng khiếp ha. Cái thường này nó hay bị trầy lắm nè, em sẽ lấy khăn lau thử nha. Rồi tới phần không xử lý được, cái phần này những phần xử lý được cho anh em, nhưng mà vô phần này đi, cái viền kiến nè, viền benzo này có kiến nha, không trầy luôn anh em. Anh nói em Tiến thâu những con gì cho anh em là nhìn bao đã mắt luôn, không trầy luôn cho anh em. Chỉ có cái phần vỏ trên đây, cái phần viền anh thấy có những dấu cấn nè, thì chứng tỏ là thiết kế của thợ Seiko họ làm nó tính toán rất là tốt ha. Bộ anh xài, anh nó sẽ kỹ một chị, nhưng mà phải có những cái thiết kế rất ổn thế này, nó sẽ chạy chạy góc góc này thôi, nó không có ảnh hưởng tới cái viền của mình luôn. Anh thấy quay được không ta, tại nó nhỏ quá. À, đây 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 đây, thấy được nè, đó một cái xước vô ha. Rồi trên kiến thì sẽ có một cái kiến lớp cho anh em, kiến thì nó sâu không chạy ngay mặt kiến mà chạy góc này, không biết vừa kiểu gì đó nó sẽ chạy ở đây. Hơi quá quay được này cho anh em nè. Rồi là tổng quay nhìn lại thì rất cực kỳ ổn luôn, con này nếu mà 98% là dư sức qua xù cho anh em luôn, không có nó ngoa một xíu nào. Và chiếc này rồi, tình trạng vỏ thế này là anh em ok ha. Rồi về giá luôn, cập nhật giá giữa video cho anh em. Chiếc này thì giá em đang để cho anh em là 5 cũ, số lượng một chiếc siêu ít, siêu siêu ít luôn, để phục vụ anh em ha. Rồi chiếc này thì đó là anh em nào đã chốt đơn được thì anh bóc cho em nha, để em hỗ trợ mình. Còn anh em đầu tiên thấy được chiếc GMT này thì em sẽ chia sẻ sơ lại một xíu. Chiếc này thì sẽ có size mặt là 42.5, độ dày khoảng 13.6 và lớp tua lớp là 46. Và với một cái dáng thể thao như thế này, một dáng có tháo của một chiếc XKS007 huyền thoại thì anh em lên tay rất là dễ dàng. Cực kỳ dễ nha anh em, cực kỳ dễ lên tay luôn. Size 15.5 giống em là lên được là khỏe rồi. Tay ảnh thì lớn hơn một xíu. Đây, tại anh chắc khoảng 16 hơn, 16 hơn một chút, 16 2 16 3 khoảng tầm đó là anh mang chiếc này nên rất là khỏe rồi. Rồi về thiết kế ta sẽ có cái viền benzo, một nửa trên thì đen, nửa dưới thì sẽ là kiểu trắng thủy, nên sẽ lúc xám lúc ngả đen. Với lại viền benzo xoay được hai chiều ha, benzo hiển thị 24 giờ cho mình. Ở trong sẽ có chức năng kim GMT, ta kim màu đỏ, còn lại thì cái dáng thì giống y XKS007 luôn. Với dạ quang em này thì rất ổn, anh em thấy liếc chưa có làm gì hết mà nó sáng rồi nè rất là dễ lên màu ha, là sáng chân em chưa tắt đèn luôn cho anh em á, sáng chân luôn, dạ quang còn rất tốt, anh em yên tâm ha. Tình trạng vỏ tuyệt vời, cái dáng thì anh em đã coi rồi ha. Về tình trạng vỏ, và dây này sẽ là dây dạng Jubilee cho anh em, 5 mắt, 3 mắt giữa bóng, 2 mắt ngoài đánh xước cho anh em, và sẽ đặc sản luôn bởi vì anh Linh sẽ Linh đúc cho anh em. Khóa thì sẽ dạng khóa phụ có bấm và sẽ có cái khóa giữ lại luôn, có khóa phụ nè và có bấm. Nắp sau sẽ là nắp lỗ máy, phiên bản này sẽ sử dụng máy, em sẽ phóng lên em coi 4R34 ha. Đâu rồi đó, 4R34 với 24 chân kính, 21.600 tần số di động và khoảng 40 giờ tích cót, còn hơi dơ một xíu nè, là chưa sạch nè, nhưng mà khá là anh xài rất là kỹ rồi, nên coi nắp sau thấy cái kiến sau, ủa kiến sau không chạy luôn, kiến sau thường anh em mang nó sẽ bị cái khóa đánh vô nó sẽ chạy, còn con này chưa luôn. Rồi đây ít có quan tâm đến cái mặt sau, ngon lành luôn anh em, chỉ có một xước nhỏ ở đây,
trước hay bụi đây? Ồ bụi không à, thật ra rất là sạch sẽ cho nên. Trong nước 13, câu này tình trạng mới, quá mới, quá khủng khiếp. Rồi, phiên bản này thì sẽ có màu đen, màu xanh lá dương và màu cam để anh em lựa, nếu anh em thích những cái chiếc mới 100% thì em Vũng Liếng cũng sẽ có để phục vụ anh em ha. Còn bây giờ anh Tiến xin cảm ơn em đã lựa chọn xem hết video này. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo nha. Bye bye.